nóng, Nga ra lệnh bắt công tố viên ICC. Luật sư người Anh đã buộc tội Tổng thống Vladimir Putin với tội ác chiến tranh, hiện đang phải đối mặt với cáo buộc chính mình, theo RT. Bộ Nội vụ Nga hôm thứ Sáu 19 tháng 5 đã phát lệnh bắt giữ Karim Asas Ahmad Khan, luật sư người Anh hiện đang giữ chức vụ trưởng công tố Tòa án Hình sự Quốc tế ICC ở La Hay, Hà Lan. Theo hãng tin Mediazona của Nga, hồ sơ của Karim Khan đã được xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của các cá nhân bị truy nã của Bộ Nội vụ Nga. Các cáo buộc cụ thể đối với công tố viên ICC không được nêu rõ. Vào tháng 3, Khan đã yêu cầu bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Maria lvova Belova, ủy viên đã hành động dựa trên tuyên bố của chính phủ ở Kiev rằng việc Never lần thứ tư. Ba ngày sau lệnh bắt giữ, theo báo cáo của Media Azona, Ủy ban điều tra Nga đã khởi xướng một vụ án hình sự với cáo buộc đưa những người vô tội phải chịu trách nhiệm hình sự và chuẩn bị tấn công đại diện của một quốc gia nước ngoài được hưởng sự bảo vệ quốc tế với mục đích làm phức tạp quan hệ quốc tế. Công tố viên Karim Khan và các thẩm phán Tomoko Askan, Rosario Salvatore, Salvatore Atala và Sergio Zarado Uganda Goldinets nằm trong số các nhân viên ICC đang bị Nga điều tra. Moscow đã bác bỏ các lệnh của ICC chống lại Tổng thống Putin và Lova Belova là vô hiệu vì Nga không phải là một bên của quy chế Rome đã tạo ra tòa án. Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và vài chủ quốc gia khác cũng như vậy. Nga-Ukraine cùng tuyên bố tiến triển ở Bắc Mớt Ukraine cho biết đã đánh bật nỗ lực của Nga nhằm chiếm lại khu vực bị mất kiểm soát ở Bắc Mớt trong khi đó nhóm đánh thuê Wagner khẳng định cần chiếm được thành phố này. Nga đã điều thêm hàng ngàn quân đến đây. Ngày 19 tháng 5, hãng tin Reuters dẫn lời một đơn vị súng cối đặt gần Bakhmut ở miền đông Ukraine nói rằng họ đã tiến lên trong tuần này, nhưng đang phải đối mặt với hỏa lực dữ dội từ các lực lượng Nga. Giao tranh diễn ra dữ dội trong tuần này, lực lượng của chúng tôi đã tiến lên một chút, dừng lại gần con kênh, thật khó để đẩy họ, người Nga ra khỏi đó. Một binh sĩ Ukraine nói các binh sĩ của đơn vị này cho biết họ bắn khoảng 100 quả đạn cối mỗi ngày vào các vị trí của quân Nga, trong khi đó chính quyền Ukraine tuyên bố đã đạt được những bước tiến nhỏ trong tuần này ở hai bên sườn của Bắc Mớt. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine bà Hanna Malia nói rằng lực lượng Nga đã giành được một số khu vực bên trong Bắc Mớt nhưng không kiểm soát được thành phố. Giao tranh cực kỳ khốc liệt vẫn tiếp diễn ở khu vực Bắc Mớt, tốc độ tiến công của quân đội chúng tôi ở ngoài ô Bắc mất hôm nay có phần giảm sút. Đồng thời, đối phương không thể lấy lại các vị trí đã mất vì binh lính của chúng tôi đã để lùi mọi cuộc tấn công của họ trong khu vực này bà Malia cho biết. Cùng lúc ông Jevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn đánh thuê Wagner của Nga, đang dẫn đầu cuộc tấn công ở Bắc Mớt cập nhật trên mạng xã hội Telegram rằng các trận chiến khốc liệt đẫm máu đang tiếp diễn và lực lượng của ông sắp hoàn thành việc chiếm giữ Bắc Mớt. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, Nga đang triển khai thêm hàng ngàn quân đến Bắc Mớt. Đối phương không thể thắng bằng chất lượng, vì vậy họ lấy số lượng. Đặc biệt, họ đã tăng cường sự hiện diện của quân sự tại mặt trận Bắc Mớt, thêm vài ngàn người và đang cố gắng tận dụng lợi thế về pháo hạng nặng và số lượng đạn pháo, Quân đội nga tiếp tục tấn công với cái giá phải trả là tổn thất nặng nề vượt xa chúng ta, bà Maria nói. Cái giá khủng khiếp cho cuộc phản công của Ukraine. Ukraine sẽ phải trả giá đắt cho một cuộc phản công có thể của quân đội. Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh, Vadim Bristayko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ITV. Theo ông, đang có áp lực chính trị lên Ukraine. Các đối tác phương Tây của Ukraine đang yêu cầu quân đội nước này có hành động tích cực vượt quá khả năng của họ. Một trong những điểm yếu của nền dân chủ là tính chu kỳ chúng ta phải tính đến chu kỳ này trong chính trị. Chúng tôi hiểu có thể sẽ có lúc không còn nhận được sự ủng hộ lớn như vậy, đại sứ Pristeko giải thích. Ngoài ra, ông Pristeko cho rằng thiệt hại của Ukraine do cuộc phản công mà phương Tây dự kiến có thể là quá cao. Đại sứ Pristeko nói, tôi biết đó có thể là một mùa hè rất khủng khiếp và cái giá phải trả cao khủng khiếp. Trước đó cũng trao đổi với một số cơ quan truyền thông Anh, đại sứ Vadim Pristeko cho biết Ukraine đang phải trì hoãn cuộc phản công với Nga vì Ukraine hiện không thể sử dụng xe tăng được phương Tây cung cấp do thời tiết xấu. Trao đổi với đài Sky News, ông Pristeko nói rõ ràng là thời tiết không cho phép các xe tăng hạng nặng di chuyển cho bùn lầy mùa xuân của Ukraine. Ngoài ra, ông Pristeko nói với Sky News rằng Ukraine đang nắm tới một cuộc tấn công mang tính đột phá, tuy nhiên cũng cảnh báo rằng có quá nhiều hy vọng được đặt vào cuộc tấn công này. Trong khi đó, chuyên gia quân sự Andrew Metric tham gia chương trình quốc phòng của Trung tâm An ninh mới Mỹ, nói với Business Insider rằng dấu hiệu chính cho thấy cuộc phản công của Ukraine bắt đầu là việc tập trung tất cả các phương tiện thiết giáp của phương Tây ngoài tiền tuyến. Dấu hiệu thực sự mở màn cuộc tấn công của Ukraine sẽ là việc sử dụng các phương tiện bọc thép của phương Tây, chuyên gia khẳng định. Tổng thống Erdogan ca ngợi quan hệ đặc biệt với ông Putin Tổng thống Erdogan nói Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ đặc biệt và ngày càng phát triển với Tổng thống Nga Putin, bất chấp áp lực từ phương Tây. Chúng tôi không đến mức phải áp đặt biện pháp trừng phạt với Nga như phương Tây đã làm. Chúng tôi không bị lệnh trừng phạt của phương Tây ràng buộc. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trả lời phỏng vấn hôm 19 tháng 5. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia hùng cường và có mối quan hệ tích cực với Nga. Hai nước chúng tôi cần nhau trong mọi lĩnh vực có thể. Ông Erdogan đang là ứng viên dẫn đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ diễn ra ngày 28 tháng 5. Ông và đối thủ chính Kemal Kılıçdaroğlu bất đồng về một số vấn đề chính sách đối ngoại, trong đó có quan điểm về phương Tây và Nga. Daroglu cam kết sẽ cải thiện quan hệ ngoại giao đã căng thẳng nhiều năm với phương Tây, đồng thời điều chỉnh lại mối quan hệ của Ankara với Moscow. Vài ngày trước vòng bầu cử đầu tiên hôm 14 tháng 5, Daroglu cáo buộc nga can thiệp bầu cử ở thổ Nhĩ Kỳ và cảnh báo nguy cơ quan hệ song phương đổ vỡ. Trong khi đó, ông Erdogan tiếp tục khẳng định mối quan hệ thân tình với Tổng thống Nga và cho rằng phương Tây cũng nên hành động như vậy. Phương Tây không có cách tiếp cận cân bằng, họ cần cách tiếp cận cân bằng với một quốc gia như Nga, như vậy sẽ tốt hơn nhiều, ông Erdogan nói đồng thời cáo buộc đối thủ Kilik Daruklu tìm cách tách rời Thổ Nhĩ Kỳ khỏi Nga. Sau khi chiến sự Ukraine bùng phát, Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev. Nước này lên án Moscow sử dụng vũ lực, nhưng từ chối trừng phạt Nga, đồng thời Ankara cung cấp vũ khí UAV chiến đấu cho Kiev, trong đó có máy bay không người lái bayraktar. Thổ Nhĩ Kỳ cùng Liên Hợp Quốc làm trung gian cho thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine qua Biển Đen, ngăn chặn khủng hoảng lương thực toàn cầu. Thỏa thuận được gia hạn hôm 17 tháng 4, một ngày trước khi hết hạn, việc có thể đạt thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc như vậy là nhờ mối quan hệ đặc biệt của chúng tôi với Tổng thống Putin, ông Erdogan nhấn mạnh. Thương mại giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ lên tới 62 tỷ đô la hàng năm, hồi tháng 3 Nga quyết định cho Thổ Nhĩ Kỳ hoãn thanh toán hóa đơn khí đốt trị giá 600 triệu đô la đến năm 2024. Động thái được cho là sẽ giúp củng cố cơ hội thắng cử của ông Erdogan. Tuy nhiên, mối quan hệ thân thiết của ông Erdogan với ông Putin đã khiến các đồng minh phương Tây của Thổ Nhĩ Kỳ lo lắng. Tổng thống Erdogan dẫn trước ông Kılıçdaroğlu gần 5 điểm phần trăm trong vòng bầu cử đầu tiên. Đảng Công lý và Phát triển AK cầm quyền của ông cũng giành được đa số ghế trong quốc hội. Tuy nhiên, không ứng viên tổng thống nào đạt số phiếu quá bán, nên hai ứng viên phải bước vào vòng bầu cử thứ hai. Thưa quý vị, trước những vụ việc xảy ra tại Nga như đánh bom trong lãnh thổ Nga, vụ nổ khiến cầu Crimea và đường ống khí đốt Nord Stream bị hư hại, quan chức Nga cho rằng đặc nhiệm Mỹ liên quan nhiều vụ tấn công nhằm vào nước này với mục đích gây bất ổn. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Pachusev phát biểu ngày 19 tháng 5 rằng các vụ tấn công khủng bố tại Nga đi kèm với chiến dịch thông tin được chuẩn bị trước ở Washington và London. Các hoạt động này được thiết kế nhằm gây bất ổn chính trị xã hội, phá hoại nền tảng hiến pháp và chủ quyền của Nga. Ông Pachusev cáo buộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã lên kế hoạch và phối hợp với các phần tử khủng bố để thực hiện nhiều vụ tấn công, trong đó có phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream và vụ nổ trên cầu Crimea. Thư ký Hội đồng An ninh Nga cung cáo buộc NATO đang huấn luyện cũng như điều phối hoạt động của nhiều nhóm phá hoại và khủng bố Ukraine, trong khi trình bày với cộng đồng quốc tế rằng đây là hỗ trợ của Mỹ trong bảo vệ Ukraine. Ông Patrushev nhận định nguy cơ xảy ra hành vi khủng bố trong đó có việc sử dụng máy bay không người lái UAV nhằm vào hạ tầng quan trọng gia tăng đáng kể, đồng thời cho biết những mục tiêu dễ bị nhắm đến là cơ sở thuộc ngành công nghiệp hóa chất, hạt nhân và quốc phòng cũng như hạ tầng năng lượng. Ông Patrushev cho rằng Ukraine đang cố gắng gây bất ổn tại Nga, đặc biệt là các khu vực giáp biển, cũng như làm gián đoạn công việc của chính quyền, khiến người dân sợ hãi, vô hiệu hóa hạ tầng, trong đó có các cơ sở phục vụ chiến dịch quân sự của Nga. Ông Patrushev đưa ra nhận định sau khi Nga ghi nhận loạt vụ tấn công và ám sát sâu trong lãnh thổ. Trong số này, có vụ đánh bom gần Moscow khiến Daria Dugina, con gái học giả Nga Alexander Dugin, bị thiệt mạng. Vụ đánh bom ở Saint Petersburg khiến blogger quân sự Vladlen Tatarsky thiệt mạng cùng những vụ nổ, khiến cầu crum và đường ống khí đốt Nord Stream hư hại. Ukraine, Mỹ và Anh chưa bình luận về tuyên bố của ông Pachusev. Xong, trước đó ba quốc gia này đã bác bỏ các buộc liên quan đến vụ vực trên.